Chào các bạn, hôm nay mình sẽ phân biệt động từ dạng tạ và động từ dạng tì tạ. Nếu thấy hay thì nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nhé. Ok, chúng ta nhau bắt đầu. Phần thứ nhất, chúng ta cùng nhau phân biệt tô ít tạ và tô ít tì tạ. Đúng không? Chẳng hạn chúng ta có câu 彼が美味しいと言った và 彼が美味しいと言っていた。Ở phần bên trên, tô ít tạ thì nó chỉ mang nghĩa là nhắc lại cái lời nói đó mà thôi. Được chưa nào? Ở phần bên dưới, nó có hai sắc thái ý nghĩa. Sắc thái nghĩa là nhắc lại cái lời nói đó. Sắc thái thứ hai là muốn truyền đạt lại cái nội dung đó cho một người thứ ba. Chẳng hạn mình là người ở giữa, mình đang dịch lại cái lời nói đó, được chưa? Hãy có một người thứ ba ở đây. Anh ấy bảo gì đấy? Anh ấy bảo là rất là ngon, được chưa nào? Hãy thì nó bao hàm cái ý nghĩa là gì? Nhắc lại là gì? Muốn truyền đạt lại cái nội dung đó cho một người thứ ba, được chưa? Thì khi đó người Nhật sẽ sử dụng tô ít tì tạ. Được chưa? Đó có thể bỏ y đi nhá. Ok. Và người Nhật dùng rất là nhiều nên là các bạn hãy mạnh dạn lên sử dụng thật là nhiều và tôi tì tạ. Tôi tì tạ. Ok chưa? Hay. Thứ hai. Kino Mai san ga kita. Ok. Hay. Ở đây chúng ta có hai câu trả lời. À, kita yo. Thứ hai là kite ta yo. Được chưa nào? Khác nhau như thế nào? Hôm qua chị Mai có đến chứ? Câu đầu tiên, kita yo chỉ đơn thuần có nghĩa là gì nhỉ? Xác nhận lại, trả lời lại cái câu hỏi này. À, chị ấy có đến. Và trong cái tiềm thức thì là nghe thấy tiếng của chị ấy, hoặc là gì à, nhìn thấy chị ấy một lúc một nhát thôi. À, có đến. Ok chưa? Cái thứ hai này, tê tạ này, nó có một cái sắc thái ý nghĩa khác nữa ngoài cái việc trả lời cho câu hỏi này. Thứ hai, một sắc thái ý nghĩa là gì? Chị Mai ở đây rất là lâu, mình có nói chuyện với chị ấy. Được chưa nào? Hay, sự tồn tại của chị ấy trong cái không gian mà mình nhìn thấy, đúng không? Hay, rất là nhiều. Một vài tiếng đồng hồ chẳng hạn. Được chưa nào? Hay. À, Mai san kite da yo. Taksan hanashimashita kanojo to. Ok, các bạn hiểu không? Ok. Thứ ba, đây, dạng này là dạng tê tạ. Chúng ta cùng đọc câu này trước nhá. Kino đi, chúng ta tưởng tượng ở cái phần này đây là kino đi. Ok chưa? Kino. Đấy. Đây là kino ngày hôm qua, còn đây là mình đây. Được chưa nào? Mình đây. Chúng ta đang xem lại nội dung của ngày hôm qua đây. Được chưa nào? Hay. Hôm qua, kino, ie ni kaetta toki, musume ga terebi o miteita. Được chưa nào? Khi hôm qua khi anh về đến nhà thì con gái, musume con gái đang ngồi xem tivi. Đấy. Nó diễn tả cái hành động này, hành động đang xem tivi này tiếp diễn này, giống như trong tiếng Việt thôi, trong tiếng Việt này. Hôm qua lúc anh về đến nhà thì thấy con gái đang xem tivi. Đúng không? Trong tiếng Việt chỉ có từ đang thôi, được chưa? Hay, hay. Tuy nhiên thì nhỉ, nếu mà trong tiếng Nhật, trong cái tình huống này, con gái đang xem TV nhưng mà nó là ngày hôm qua mất rồi thì chúng ta phải chia dạng tê tạ, được chưa? Thì người ta gọi là quá khứ tiếp diễn. Chẳng hạn một ví dụ khác, hôm qua lúc động đất thì anh đang dọn nhà, đúng không? Kino jishin ga atta toki, đúng không? Heya o soji shite ita. Được chưa nào? Nó đều diễn tả cái hành động này, đều tiếp diễn này, đang làm gì đó. Đấy là diễn tả hành động tiếp diễn nhá. Ngoài ra còn một cái nữa là diễn tả cái trạng thái nào đó. Ví dụ có một con mèo bị chết chẳng hạn. Được chưa nào? Hay là một cái ô tô đậu đậu ở đây chẳng hạn. Được chưa? Chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? À, ngoài ra trong chúng ta các bạn cần phải để ý một chút nữa đó là gì nhỉ? Ngoài cái toki này chúng ta có thể go độ là khoảng. Yoji go độ. À, yoji go độ khoảng 4 giờ hoặc là ní cũng được. Nếu mình xác nhận được đúng cái thời gian đấy chúng ta dùng ní, còn khoảng thì chúng ta dùng go độ cũng được, được chưa? Yoji được chưa? Hai. Kino yoji goro. Được chưa nào? Hai. Neko ga shinde ita. Tức là khoảng 4 giờ thì con mèo nó bị chết, đúng không? Cái trạng thái nó chết rồi. Ví dụ đây là đây lúc từ lúc nó chết, đây là 4 giờ chẳng hạn, mình nhìn thấy đây đúng không? Từ lúc nó chết đây. Nó chết lúc nào không biết, được chưa nào? Nhưng mà lúc mình nhìn thấy là khoảng 4 giờ thì mình thấy nó chết thì mình sẽ nói cái câu này. Được chưa nào? Hai. Yoji goro neko ga shinde ita. Được chưa nào? Hay là có cái ô tô đậu ở đây đi, được chưa nào? Hay. Kino yoji ni, mình xác nhận đúng khoảng 4 giờ đó. Yoji ni koko ni kuruma ga tomatte ita. Đấy. Ok chưa? Rồi nhá, các bạn nhớ nhá. Xác nhận cái hành động đang tiếp diễn, được chưa? Và ngoài ra cái trạng thái đang tiếp diễn đều dùng được về tê tạ. Được chưa nào? Ok, các bạn thấy video này, nếu thấy hay thì nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nhá. Bye bye.